Đây có một cái cổng đá đây. Đây tôi phải đứng sang bên này cho mọi người nhìn thấy này. Đây, wow. Một cái cổng đá từ tự nhiên, thiên nhiên đã kiến tạo nên cho cái khu vực này một cái cổng đá vô cùng là đẹp. Quá là đẹp luôn ý. Đây phải đứng sang bên này. Ôi, ôi Tôn Ngộ Không mọi người ơi. Tôn Ngộ Không này. Tôn Ngộ Không. Chị em chào chị nhá. Đây, Tôn Ngộ Không. Đúng luôn. Trời ơi, cậu bé Tôn Ngộ Không này, tóc sau lại vàng như này. Quý khán giả thân mến, nhắc tới Hà Giang thì chúng ta thường nghĩ ngay tới mảnh đất có rất là nhiều những ngọn núi đá cằn cỗi, khổng lồ và nằm tít sâu bên trong những cái ngọn núi đá khổng lồ đó là có những cái ngôi làng biệt lập hay là những cái ngôi nhà biệt lập làm cô đơn, hưu quạnh. Thì ngày hôm nay xin mời quý khán giả hãy cùng Tú Hay Đi là chúng ta đi tìm hiểu và tìm kiếm những cái ngôi nhà mà đến cả cái đường đi thôi nó đã không thể tiếp cận dễ dàng được. Ngày hôm nay xin mời mọi người hãy theo chân Tú. Và hiện nay là Tú đang có mặt tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ở ngay sau lưng Tú đang là một cái view phải gọi là triệu đô, bởi vì là thứ nhất là chúng ta có thể nhìn được ra con sông Nho Quế xanh biếc, và ở ngay bên này là có một cái mép vực, một cái màu đỏ hồng xen lẫn với cả cái màu xanh của những cái dãy núi tạo nên cho chúng ta một cái hình ảnh vô cùng là hùng vĩ của thiên nhiên. Em chào chị. À, chào em nhé. Hai mẹ con à? Đúng không? Em có biết nói tiếng Kinh không? Em tên là gì? Hả? Em... Sinh Mít Số. Thế, à, thế hai người là đang đi đâu đây ạ? À? Em phiên dịch cho anh, cao đem mê đa men phiên dịch cho anh. Ở nếp mát xí đó à? Nhưng mà tên nó vào. Đi lên trên huyện về. Thế mọi người đang đi... Tôi đoán là hai người này là nhà ở trên những cái khu nhà biệt lập trên kia. Thì em hỏi cho anh đi là hai bạn này là có phải nhà ở trên kia không? Nhất trên nhất nước của bên này à? Ít trên nhất sát. Nhất sát của bên mình đâu à? Đúng không? Tít trên kia và tít bên đằng trong rồi. Tít đằng trong đúng không? À thế thì... nhưng mà em hỏi cho anh là mọi người để xe ở đây hay là đi xe lên đấy? Nhất sẽ chết rồi, nhất chết rồi. Cái lũ chưa sàn đâu. Xe mượn thôi, bây giờ phải dắt đi giả. Bây giờ dắt đi giả? Dắt lên kia giả? Bên ngoài kia rồi. À, thế tức là hai bạn này là mượn xe và chở về đây. Bạn nữ là sẽ ở đây, đúng không? Để đi về. Còn bạn nam là đi dắt xe đi trả, đúng không? Em hỏi cho anh có đúng như thế không? Theo suy luận của tôi là như thế. Em hỏi thử đi. Chưa có chấp hình tổ kê chấm. Chị ấm mặt lột tớ. Ừ, cho phần đó mặt cho lột tớ. Đúng không? Chị tự nó đi tớ. Mùa chênh đi. Cho xa chênh nó tớ. Tớ kết tớ phần đó lỗi. Đúng rồi. Đúng không? Thế thì bây giờ... Anh này lại phải dắt xe đi xuống tức bên chỗ thôn kia kìa. Dắt xe xuống đấy à? Ừ. Xong rồi lại tự đi bộ từ bên đấy về. À, thế bạn... Vợ đi về trước. Vợ về trước không? Thế bây giờ... Em bảo mấy cả anh này là cho mình đi theo chị đấy về cái thôn đấy để thăm bà con được không? Bảo mấy cả bạn này đấy là chị dẫn đường cho anh em mình ấy đi vào cái thôn đấy để thăm mọi người. Mình tiếc à? Mình cứ nhận này tiếc nhận này cho cái bé muốn chào này oxy phải không? Tao mà. Tiếc mà nhớ sáng sớm muốn mà bé muốn đây thì nhớ mình lo cái rồi. Ừ, cái này cả tao mà. Cho nên cái hiện tao. Được. Thế nào? Được đúng không? Ừ. Rồi, ok. Thế bây giờ mình đi nhá. Rồi, đấy xin mời quý vị là hãy theo chân Tú. May quá mọi người ạ. Đấy tôi đang không biết là ở trên này có điều gì và có những cái ngôi nhà gì, thì ngay lập tức là gặp ngay một người dân sống ở trong cái ngôi nhà đó, sống ở trên những cái ngôi làng biệt lập ở tít trên ngọn núi này. Rất là may luôn đấy. Kiểu như là ông trời cố tình sắp đặt mọi thứ để tôi có thể là lên trên đấy để thăm bà con và để xem là
những cái người mà sống ở ngôi làng biệt lập, nó mọi người ở trong đấy ăn uống sinh hoạt như thế nào và có những cái điều gì khó khăn không. Riêng cái phần đường đi thôi đã rất là khó rồi. Đấy, như mọi người có thể nhìn thấy là cái bạn vừa nãy là bạn ý mượn xe thôi, mượn xe để hai vợ chồng đi chợ. Đây, đi chợ là có mua được hương này. Chị ơi, cho em xem, em xem cái này. Đây, có mua được hương này, quý vị ạ. Đây, hương này là để về để thắp và có một ít bánh kẹo. Cái này thì tôi đoán là nhà có trẻ con hoặc là ngày hôm nay là có một cái lễ hay là cúng cái gì đấy. Thì em hỏi thử cho anh là nhà chị hôm nay là cúng có gì hay là tức là có một cái nghi lễ gì không mà lại cả mua cả hương thế này, hay là đơn giản là chỉ hết hương thôi thì mình đi mua thôi. Em hỏi thử cho anh đi. Ở nhà hai ốm nam mua hương này cũng à, thế là ở nhà là hay ốm đau thì mình mua hương về để mình làm những cái nghi lễ cúng ma trong đó. Đó thì bây giờ xin mời mọi người là hãy dõi theo ba anh em chúng tôi, ba người chúng tôi là tiếp cận cái ngôi làng biệt lập đó. Đấy, mọi người thấy là cái sự hữu ích khi mà có một bạn cameraman là người Mông. Thì khi mà chúng ta, đặc biệt là như Tú, đi lên trên này không hề biết một tí tiếng Mông nào và những cái văn hóa nào của người đồng bào trên này, thì rất là may mắn Tú đã được đồng hành cùng Tú là có một bạn cameraman người Mông đang đi quay cho Tú đây. Ôi, và sau khi đi hết cái con đường được giải những cái hòn đá mà người ta đập sẵn ra, thì bây giờ tôi đang đi trên một con đường mòn, một con đường tự phát của người dân đi qua hàng bao nhiêu đời, thì con đường nó đã hình thành một cách rõ ràng hơn. Ở trong này là có một vài nhà này. Em hỏi cho anh là nhà chị có phải là ở khu này không hay là tít vào sâu trong nữa? Vào sâu nữa đúng không? Đấy, chắc chắn là sẽ vào những cái ngôi nhà mà ngày hôm nay đích đến của tôi. Tôi đặt ra mục tiêu là hôm nay sẽ phải vào thăm những cái ngôi nhà tít sâu bên trong cơ. Và bây giờ thì đang có một vấn đề mà tôi linh cảm là nó sắp sửa xảy đến đối với anh em chúng tôi. Đó chính là trời ngày hôm nay vô cùng âm u, chứng tỏ một điều rằng là sẽ chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi, lâu thì vài tiếng, còn không thì là sẽ rất là nhanh nữa thôi là sẽ có một cơn mưa nó đổ xuống phía bên này. Đó, cho nên là tôi cũng dựa vào may mắn của mình thôi, chứ bây giờ kể cả bảo đi nhanh cũng mình không biết nhà chị ấy ở đâu, nên là cũng chỉ dám đi theo sau chị ấy và đi về nhà thôi. Chứ còn bây giờ dựa vào cái sự may mắn của mình để xem là hôm nay có phải đi ở trong mưa hay không, thì quý vị nhớ xem hết video nhé. Quãng đường đi thì cũng khá là xa và mệt, nhưng mà điều làm tôi chú ý đến ngay bây giờ đó chính là một cái bể nước. Cái bể nước này giờ làm sao bạn Caramel phải đứng lên trên này này. Em phải đứng lên trên này thì em mới có thể là quay được hết toàn cảnh cái sự đẹp đẽ của cái bể nước này cho khán giả nhìn thấy được này. Đây quý vị ạ, mọi người nhìn thấy là cái bể nước này Tú nhìn nó rất là giống một cái bàn chân của một con khủng long. Không biết là ngày xưa là có khủng long nó đi vào cái đường này không, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây, cái phần gót chân đây, phía bên này là ba ngón chân này. Đấy, nó hình thành lên một cái dấu vết, một cái bể nước tự nhiên. Đấy, là từ thiên nhiên luôn. Đấy, nó lõm xuống như thế này, giống hệt một cái vết mà con khủng long từng đi qua, bước vào đây. Cực kỳ đẹp luôn. Không biết có sâu hay không thôi. Tôi đoán sâu lại cũng phải tầm 1 mét ấy. À, thôi, bây giờ
Xin mời quý vị, chúng ta lại cùng tiếp tục hành trình để bắt kịp chị kia. Ôi chị kia đi nhanh quá. Đúng thật là người Mông ở đây sinh ra đã ở trên đá rồi, cho nên là những cái hòn đá, những cái quãng đường khó khăn không bao giờ có thể làm khó được cái tinh thần cũng như là cái sức khỏe, sức dẻo dai và chịu đựng của người đồng bào Hơ-Mông trên này. Úi giời. Ở đây là bà con chặt những cái cành củi này, cành củi, cành ngô để bó vào. Úi giời ơi, ở ngay bên này có một cái ngọn núi nho nhỏ, một cái hòn non bộ, nó mọc sừng sững ở chỗ này luôn, rất là đẹp. Có thể là nhà của anh chị vừa nãy chính là những cái ngôi nhà mà tôi nhìn thấy ở trên bản đồ. Nó chỉ lác đác một hai ngôi nhà thôi. Thực sự là để đi được vào trong những cái ngôi làng biệt lập đó thì đã gọi là biệt lập rồi. Biệt lập tức là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở trong đó thì chắc chắn là không có điện, không có mạng. May mắn lắm thì có sóng quý vị ạ. Có tiếng sấm rồi. Hy vọng là tôi sẽ đi được vào trong đó và quay được cho mọi người xem những cái thước phim về ngôi làng biệt lập đó trước khi trời bắt đầu có những hạt mưa đầu tiên. Ngôi làng này đặc biệt ở một chỗ, đó chính là nằm ngay sát mép vực và bên dưới chính là con sông Nho Quế xanh biếc, cũng như là ngay cạnh đó là có một cái đập thủy điện gọi là đập thủy điện Nho Quế 3. Chị đã biến mất khỏi cái tầm mắt và sự quan sát của tôi. Có thể là đây là nhà chị ý chăng? Nếu như nhà chị ý ở đây thì tôi vẫn muốn đi tiếp để tìm những cái ngôi nhà biệt lập xa xôi hơn. Bây giờ tôi sẽ thử đi vào trong này đi. Anh ơi! Chị ơi! Vâng, em chào anh ạ. Em cho em vào chơi nhá. Vâng, vào chơi. Đấy. À đây, đúng rồi, nhà chị đây. Chào bạn nhá. Vâng, vâng. Đây. Nhà của chị. Chào anh nhá. Chào anh. Đây, quý vị ạ. Đây là nhà của cô gái mà tôi đi theo vào đây. Vâng ạ. Ở trong này anh biết nói tiếng Kinh không ạ? Không biết à? Em biết nói tiếng Kinh không? Không biết à? À, ôi có hai cô gái đáng yêu trên này. Đáng yêu trên này. Đây để chú lấy kẹo cho nhá. Đây 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 đây. Đây này. Đây. Sô xanh. Sô xanh, đây, đi ra đây nào. Này, đi ra đây. Ra đây. Này. Ơi. Này. Cô bé có vẻ là hơi rụt rè đấy. Đấy, này. Rồi đây, cô chị cầm cho nhá, cầm cho em nhá. Đây, một cái ngôi nhà gọi là khá là đơn sơ của người đồng bào Mông ở trên khu vực này. Ngôi nhà này thì được làm những cái bức tường ấy, không có gạch mọi người ạ. Bức tường này là những cái bức tường được làm từ những cái thanh tre đan lại vào nhau thôi. Thực sự là vào mùa đông ở cái khu vực này cực kỳ rét, và những cái bức tường này ấy, không thể nào mà ngăn được những cái cơn gió mùa đông nó thổi vào trong này đâu. Và tôi nhìn thấy ở đây là có một cái mừng thọ 70 tuổi. Không biết là của cụ nào đây. Từ năm 2019 đến giờ, 2019 là 5 năm rồi. Không biết là
cụ, tôi đoán là cụ mất rồi, bởi vì tôi không nhìn thấy cụ ở trong nhà này nữa. Em thử hỏi cho anh là cụ ở trong cái tấm bằng khen mừng thọ này thì cụ còn sống không? Em hỏi thử cho anh đi. Chứ là tôi dán nhá, đây khen này bông ở trên nhau. Nhau chết sao? Tôi dán nhau mà tôi dán lâu, tôi dán chỉ muốn bông này chỉ muốn tối nhau, tôi dán rồi cho tôi xây nhau chứ à? Ông vẫn sống rồi. Ông vẫn sống quý vị ạ. Ông vẫn sống. Từ 2019 đến giờ là 5 năm rồi. 5 năm rồi, tức là cụ là 75 tuổi rồi. Tôi không nhìn thấy cụ ở đây nên là những cái phán đoán của tôi là có vẻ khá là sai. Thế em cho anh hỏi, em phiên dịch cho anh nhé, là ở trong khu vực bên kia là vẫn còn một vài ngôi nhà biệt lập nữa đúng không? Một chút tao nên tao cũng một trẻ. Thế nào em biết có được thông tin gì rồi? Đi xuống là vẫn có vài cái nhà nữa thôi. Có vài nhà nữa thôi à? À rồi, thế anh cảm ơn nhá, anh cảm ơn. Rồi, anh đi vào bên này một ít nhá. Rồi, con chào mọi người, em chào mọi người nhá. Vâng, vâng. Rồi, đi, thì bây giờ xin mời quý vị là hãy cùng tôi chúng ta đi sâu hơn vào trong những cái ngôi nhà thâm sâu cùng cốc, nó xa xôi hơn nữa cơ. Ngôi nhà này vẫn chưa có thỏa được cái sự tò mò và cái mục đích ngày hôm nay tôi đặt ra ngày hôm nay là phải tìm được những ngôi nhà nằm tít sâu bên trong tận cùng của những cái dãy núi này. Bây giờ anh em chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, và cái cậu vừa nãy ở trong nhà kia là cậu ấy có cho tôi một cái thông tin rằng là ở dưới cái khu vực này là có một cái cổng đá vô cùng là đẹp, thì tôi mới bảo cậu đấy là dẫn anh em chúng tôi là đi xuống tìm hiểu cái cổng đá đó để quay lên cho khán giả xem, thì cậu ấy đã đồng ý và đi cùng. Thì Thành hỏi cho anh là bạn đấy bao nhiêu tuổi rồi, mới cả tên là gì đi. Vừa à? 16 tuổi tên Vứ à? Vứ đúng không? Phứ à? À, Phứ 16 tuổi. Bây giờ tôi đang đi qua một cái rừng trúc này. À, đường đây à? Đấy, mình là cứ không phải người bản địa nhưng mà đòi đi trước mọi người ạ. Thôi bây giờ đi sau. Đi sau để đi theo thổ địa thôi thì mới đi được. Bây giờ mà lạc vào trong cái khu vực này thì cũng là một vấn đề đấy. Không tìm được đường ra luôn, bởi vì chỗ nào nhìn nó cũng giống nhau hết. Xung quanh toàn là trúc. Em tên là Phứ đúng không? Phứ là có đi học không? Không đi học á? Thế là từ nhỏ đến giờ là không đi học ý nào luôn? Hay là em học hết lớp mấy? Hả? Không đi học á? À, ủa cậu đi nhanh quá. Em đi chậm thôi, đợi bạn Caramel của anh với. Bạn Caramel đang uống nước mọi người ạ. Thực sự là anh em tôi đã đi được một chặng đường khá là dài rồi. Phứ là 16 tuổi à? Nhưng mà thế tại sao em lại biết nói tiếng Kinh, em không đi học ấy? Hả? Phứ? Tại sao em lại biết nói tiếng phổ thông? Ai dạy cho em? Hay là em đi làm người ta dạy cho? Em đi làm ở đâu chưa? Ôi trời ơi, cứ không biết đâu thế này. Đấy, một hình ảnh một chàng trai của núi rừng với bộ áo màu xanh da trời và một chiếc quần vải đen
mang trong mình một đôi dép lê, thế mà cứ thoăn thoắt đi nhanh như là những chú dê núi. Nhắc đến dê là tôi nghe thấy tiếng chuông. Thế nào em? Đi vào nhà này à? Đi qua nhà này em. À, ôi ở đây, từ từ đã, chờ anh tí. Ôi tôi nhìn thấy ở bên này là có một cái đường, một cái đường đi mà nó giống như là một cái mê cung đá vậy mọi người ạ. Đây, đường đi thẳng vào trong này nhưng mà ở hai bên của nó thì đều là có những cái bức tường đá rất là cao che khuất người. Đây, một cái bức tường đá nhỏ nhỏ như thế này thôi mà nó đã cao tầm 2 mét, hơn 2 mét rồi. Rất là cao và cái sự hình thành của tự nhiên mà đặc biệt là ở đá trên này rất là sắc nhé. Ngã một cái vào thôi là đứt chân đứt tay như chơi luôn. Bây giờ anh em chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khá là mệt. Đâu cái nhà đấy đâu hả bó? Cái nhà đấy đâu? Nhà ai? À, sâu bên trong nước cơ à? Ôi rồi. Thế thì ngày hôm nay là phải đi cũng khá là gian nan đấy mọi người ạ. Chuyến đi này tôi nghĩ là cũng mất nhiều sức ấy. Nhưng mà được cái là có thổ địa đi cùng thì tôi yên tâm được phần nào về mặt vật lý, về cái sự lạc đường. Và đặc biệt là tôi đi thì rất hay là lạc đường rồi mọi người ạ. Đấy, nó chỉ có một đường thẳng thôi, giống cái video ở trên núi thủng ấy. Đấy, mọi người có thể xem là nó có mỗi một đường lên một đường xuống thôi mà tôi còn đi lạc được. Tôi còn đi băng qua những cái rừng dốc thẳng đứng mà tôi vẫn phi qua được. Ôi ở đây là có đống sỏi này. Cái này là có máy vào trong này chứ nhở? Em hỏi đi, là có máy nghiền đá ấy nhở? Các máy nghiền đá về đây để làm xây nhà đúng không? Ôi từ tận bên đường bên đấy mà đi vào đây mọi người nhìn thấy quãng đường cực kỳ là kinh khủng luôn ấy. Đi, đi em ơi, đi tiếp đi. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Anh xem mấy giờ rồi? 3 giờ rồi à? 3 giờ chiều nhá mọi người nhá. Thì tôi đoán là cái hành trình của anh em tôi là sẽ kết thúc vào khoảng 5 giờ. Hy vọng nhanh là tầm đấy, còn xuống dưới đấy có cái gì hay nó lại giữ chân tôi ở lại thì có thể là về muộn hơn. Một quãng đường đi phải gọi là tốn khá là nhiều sức của 3 người. Nhưng mà cái thời tiết này ấy, thì tuy là nó âm u một tí thôi nhưng mà được cái là nó không nắng mọi người ạ. Bởi vì là nếu mà nắng mà đi cái đường này nó còn mất sức gấp đôi luôn. Tôi lúc đi vào đây thì tôi thấy rất là thích cái thời tiết ấy, của Hà Giang vào những cái mùa kiểu giao nhau giữa mùa hè và mùa thu. Lúc đó thì nắng cũng không quá là gắt mà mưa thì cũng không còn nhiều nữa. Bắt đầu là đến mùa thu đông thì nó sẽ khô hơn, thời tiết nó khô hanh hơn đấy. Cho nên là đi nó sẽ rất là mát. Cái cảm giác mà sáng dậy ở Hà Giang trời vẫn có những ánh nắng nhưng mà lại se se lạnh. Thực sự là cái cảm giác đấy giống như là cái thời tiết vào những cái ngày cuối đông để sang mùa xuân, sang Tết ấy. Thực sự là khiến cho tôi cảm thấy là không khí Tết nó lại đến sớm hơn một tí.
tôi có một cái linh cảm rằng là cái nhà, cái khu mà tôi chuẩn bị đặt chân tới là nó nằm sát với cả cái mép vực sông Nho Quế, rất là gần sông, bởi vì đây, cái đường này chính đang đi xuống dốc hơn. Và ở đáy của cái con đường này thì nó là cái sông Nho Quế, đáy của cái núi này nó là con sông Nho Quế. Đấy, bắt đầu nghe thấy những tiếng sấm nổ rồi, sấm nổ đùng đoàng rồi. Xin trời Phật là phù hộ cho con đi đường không được bị gặp mưa. Chứ bây giờ mà mưa thì cũng không biết chúi kiểu gì luôn. Bao nhiêu đồ đạc thiết bị ở trong ba lô. Phía trước mặt của tôi đang là một chú bò đeo trên cổ một cái chuông. Nhưng mọi người cũng biết công dụng của cái chuông bò là để tìm bò dễ dàng hơn, tránh trường hợp bị thất lạc. Nhưng mà tại sao lại có một chú bò ở đây nhỉ? Chú bò này có vẻ là khá là sợ người này. Đấy, nó nhìn tôi bằng một cái ánh mắt hiếu kỳ. Ôi, chỗ này đúng kiểu đi giống trong một cái mê cung đá. Giống như là tôi đang lạc vào một cái thế giới mà toàn đá là đá không thôi. Những cái hòn đá tai mèo này nó sắc đến cái mức mà sờ vào thôi là thấy đau rồi. Ôi, càng ngày càng đi xuống và cái độ dốc của nó rất là cao. Kìa cậu bó kìa. Đấy, cậu bó bảo đến rồi, đến cái cổng đá rồi. Ôi, ở đây. À, đây à. Đây mọi người ạ. Ở đây có một cái cổng đá đây. Đây, tôi phải đứng sang bên này cho mọi người nhìn thấy đây. Đây, wow. Một cái cổng đá từ tự nhiên, thiên nhiên đã kiến tạo nên cho cái khu vực này một cái cổng đá vô cùng là đẹp. Quá là đẹp luôn ấy. Đây, phải đứng trên bên này. Ôi, ôi Tôn Ngộ Không mọi người ơi. Tôn Ngộ Không này. Tôn Ngộ Không. Chị em chào chị nhá. Đây, Tôn Ngộ Không. Đúng luôn. Trời ơi, cậu bé Tôn Ngộ Không này. Tóc sao lại vàng như này nhỉ? Em hỏi mẹ của cậu bé này đi xem là tại sao đẻ ra mà lại tóc lại vàng như này, hay là cậu bé nhuộm này? Không, tôi đoán là đẻ ra đã vàng như này rồi đấy, chứ không phải là nhuộm đâu. Đẻ ra là đã có một bộ tóc này. Xin chào. Con có biết nói tiếng Kinh không? Con tên là gì? À, ôi nhìn này. Mọi người ơi, nhìn lông tay của cậu bé này. Đây, từng cái lông tay một này, nó đều màu trắng hết ấy. Rồi là tóc cũng màu, tóc màu vàng này. Đúng Tôn Ngộ Không luôn. Đây để chú lấy kẹo cho ăn nhá. Ăn kẹo không? À, cậu bé có vẻ ngại. Đây, chú có những viên kẹo ngọt ngào cho con đây. Đấy, số xanh. Số xanh nào. Nào. Số xanh. Đây, tay bên này. Hai tay nhá, hai tay luôn. Tiếp, bên này. Bên này. Thò lò mũi xanh này mọi người ơi. Cậu bé thò lò mũi xanh, đây. Số xanh chưa? Số xanh. Số xanh lại nha. Số xanh, nào. Tôi phải thuyết phục cậu này nói bằng được số xanh. Số xanh. Nào. Số xanh. Em thử hỏi cậu bé này là biết nói chưa? Biết nói rồi nhỉ? Thử hỏi đi. Cậu bé này có vẻ là khá là rụt rè này. Nhưng mà tóc rất là đẹp luôn, rất là đẹp trai nhá. Đấy. Đây là cái vòng này là ốm này, cậu này hay ốm và cúng ma về đấy. Cúng ma và thầy cúng là đeo cho cái vòng này. Đây, tóc này. Đúng kiểu Tôn Ngộ Không luôn. Đấy, ngày hôm nay là đi lên trên núi và gặp đúng Tôn Ngộ Không. Hai mẹ con là đi bẻ ngô về. Đây, cậu bé người nhỏ nhưng mà lại đeo một cái quẩy tấu cũng nhỏ, vừa với kích thước của cậu ấy. Và ở trên lưng thì là có những cái bắp ngô vô cùng là xinh xắn, đáng yêu như thế này. Trời ơi, cậu ấy đáng yêu quá.
cực kỳ đáng yêu luôn ấy. Mắt to tròn, tóc thì tóc vàng, tóc tự nhiên nhá. Đấy, lông mày cũng màu vàng này. Và cái làn da bánh mật do dãi nắng nhiều. Thế em hỏi chị đi, là nhà hai mẹ con ở đâu đấy? À, cái nhà chỗ xây bột đá à? Rồi, ok. Thế thôi hai mẹ con đi về nhá. Bây giờ quay trở lại cổng đá đi. Tôi vẫn muốn giới thiệu tới cho mọi người cái cổng đá này. Tôi nhìn nó vẫn là rất là đẹp luôn. Nó vẫn là một cái kỳ quan của thiên nhiên. Đấy, xong xung quanh thì có những cái tiếng ve sầu nó kêu. Nghe nó kiểu như là báo hiệu trời đang sắp chuyển về tối. Và thiên nhiên mọi thứ nó đang hiện hữu quanh ta. Đấy, bây giờ tôi thử đứng đây cho đi ngược lại cho quý vị nhìn này. Wow. Đây, một cái cổng đá. Người ta đi qua và nó đã gần gũi hơn với con người, bớt sắc hơn rồi. Những cái vết gọi là nhô ra của cái hòn đá này này nó đã bớt sắc đi. Và nó hiền hòa đi phần nào bởi vì là con người lúc nào cũng đi qua đây. Lúc nào cũng, ngày nào cũng đi qua và cũng sờ tay vào cái hòn đá này khiến cho nó bị mai một đi một phần nào đấy. Nhưng chính vì thế thì những cái thiên nhiên ban tặng như thế này thì nó mới trông hiền hòa hơn với con người của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục hành trình đi tới những cái ngôi nhà biệt lập nằm tít ở bên dưới dãy núi này nhá. Bây giờ sẽ tạm biệt em nhá. À quên cho cung cậu lại kẹo nữa nhở. Anh quên mất, anh lại chú ý đến cậu nhóc kia. Này em, làm mấy kẹo ăn cho vui nhá. Này, cầm lấy. Anh đi nhá. Ừ. Đi, anh em mình lại tiếp tục cuộc hành trình thôi. Một cái cổng đá vô cùng là đẹp. Và nằm ở sâu bên trong một cái mê cung đá. Đây là như kiểu là tôi đang lạc vào xứ sở thần kỳ vậy. Toàn đá là đá thôi. Wow, những cái hòn đá nó chồng lên nhau. Sao em bảo gì? Hả? Đây đúng không? Đi em đi luôn. Đi cùng bọn anh luôn. Xuống đấy chơi sau rồi tí về cùng bọn anh luôn. Chứ chắc là cậu ấy là định dẫn tôi tới đây thôi đúng không? Dẫn tới đây và chỉ xuống kia là nhà kia rồi. Đi xuống đấy, nhưng mà đã đi xuống đây rồi thì tôi cũng mong muốn là cậu ấy đi cùng để dẫn đường cho nó hoàn thành nốt cái sứ mệnh đi. Để tôi cũng sẽ hoàn thành nốt cái sứ mệnh của mình là quay lại những cái thước phim, giới thiệu tới cho mọi người những ngôi nhà mà nó nằm ở một cái nơi mà thâm sâu cùng cốc, nhưng nó lại có một cái view triệu triệu đô vô cùng đẹp. Gần đến rồi. Bây giờ thì tôi đã cảm nhận được cái những cái luồng gió, những cái cơn gió nó thổi vào xung quanh khu vực này, chứng tỏ một điều rằng là chúng ta đang càng ngày càng tiến sâu hơn xuống những cái khu vực sông Nho Quế. Một cái bức tường thành đá rất là cao và kiên cố do thiên nhiên kiến tạo, địa chất hình thành hàng triệu triệu năm. Nhưng mà còn một vấn đề nữa mà tôi gặp phải, đó chính là không biết đi xuống dưới đó có ai ở nhà hay không. Thì đó lại là một cái liên quan đến sự may mắn của tôi nữa. Thì mọi người hãy nhớ dõi theo hành trình của Tú nha. Ôi, tôi nhìn thấy ở đây có một cái hốc. Một cái hốc tròn xoe, hai cái giống như là một cái con mắt ấy. Hai mắt này, miệng này. Đấy. Đúng kiểu là đi lên đây chúng ta có thể tưởng tượng được ra rất là nhiều những cái hình thù khác nhau ấy. Dưới kia là có khoảng
Mấy ngôi nhà nhỉ? Em ơi, ở dưới kia có mấy ngôi nhà? Không thấy chưa? Ô luôn. Hai ngôi nhà. Rồi, chúng ta sẽ vào thăm hết cả hai ngôi nhà luôn. Thực sự là rất là xa xôi, hẻo lánh. Đường đi rất là khó khăn như thế này thì không biết là những cô cậu tí hon, những đứa trẻ ở đó có đi học được hay không. Bởi vì quãng đường này thì thôi, tôi không dám chắc đâu là đám nhóc đó có đi học đâu. Nếu như mà đi học thì sẽ là học nội trú, ở đấy một tuần, cuối tuần thì về nhà. Chứ còn đường như này, đến cả người lớn như tôi đi còn mệt, huống hồ là những cô cậu. Nhưng mà thực sự là tôi không thể so sánh cái sức của mình với cả những cái sức của những cô cậu gọi là tí hon đám nhóc ở vùng đất này được. Bởi vì là chênh lệch quá là lớn, họ sinh ra và họ lớn lên ở đây. Giống như cái cậu bé Tôn Ngộ Không vừa nãy, bé tí nhưng mà đã gùi cái quẩy tấu đầy ngô rồi. Nó cho thấy được rằng là sức khỏe cũng như là cái sức sống mãnh liệt của con người trên mảnh đất cao nguyên đá này. Đúng thật là cao nguyên đá, đi đâu cũng toàn thấy đá thôi. Úi dồi, đường này đi trời này thì không sao, nhưng mà đi trời mưa thì thôi rồi mọi người ạ. Tôi không thể nào mà tưởng tượng được cái cảnh tượng đi trong mưa nó sẽ thảm hại, nó thê thảm như thế nào đâu. Hy vọng là ngày hôm nay tôi không gặp phải cái trường hợp đó. Cuối cùng thì qua bao nhiêu thời gian, những cái ngôi nhà biệt lập đầu tiên đã hiện ra trước mặt của tôi. Và tôi có nghe thấy những cái tiếng chó sủa. Không biết là gia chủ trong này có nhà hay không, và họ là ai. Thì ngay bây giờ những cái câu hỏi đó sẽ được giải đáp. Chó à? Chó có xích không? Chó hình như là không xích à? Cứ đi xuống đây xem nào. À, anh ơi! Chị ơi! Nào vốn ngoan! Em ơi, có nhà không nhở? Bây giờ mà không có nhà là cũng dở hơi đấy. Mất công xuống tận đây rồi mà gia đình lại không có nhà thì... Sao em? Họ đi làm không có nhà. Thế còn nhà bên kia? Nhà bên kia thì đi đường nào? Đi đường trên à? Nào cứ thử đi vào đây một tí đi. Kệ chó không sao đâu, chó nó cắn đâu. Cứ thử đi vào trong này để coi cho mọi người xem nào. Đây, ở trong này thì có một cái bể nước bằng nhựa, một cái thùng nước. Một cái thùng nước, cái này mà vác thì cái quãng đường mà tôi vừa đi ấy, thực sự để mà vác được cái bể nước này ra đây thì cũng là cả một vấn đề rồi. Nào, nói chung là cứ phản xạ của những cái chú cún này thôi. Nó bảo vệ chủ, nhưng mà nó cũng là sợ con người. Ở đây có một cây ổi. Không biết là chủ nhà đâu. Anh ơi, chắc là không có nhà rồi. Nếu mà có nhà thì nghe tiếng chó là ra nhỉ. Bây giờ là tôi phải băng qua một cái ruộng ngô và cái ruộng rau củ của bà con.
Ở đây thì đất rất là quý, cho nên là cứ chỗ nào có đất là bà con sẽ trồng hết vào luôn, bất kể là nó là đường đi hay là nó là một cái khu vực nào đấy, miễn là có đất là bà con sẽ trồng hoa màu vào đấy luôn. Ui, cái quãng đường hai nhà sang nhà nhau nó cũng cả một quá trình. Ôi, ở đây có một cái bể nước này, một cái bể nước cực kỳ là thiên nhiên tạo hóa hình thành lên. Bên này cũng không có nhà nữa thì đúng thật là hôm nay là đen đủi. Hy vọng là có nhà đi, chứ còn bây giờ mà không có nhà thì quá là thất vọng. Nói chung là tùy duyên của mình thôi. Ngày hôm nay mình có gặp được người ta thì cũng là duyên, mà không gặp được thì cũng là duyên. Mỗi người bước qua cuộc đời nhau đều do duyên số cả. Hy vọng là có người ở nhà. Chết rồi. Không nghe thấy ai trả lời rồi. Không nghe thấy ai trả lời rồi mọi người ạ. Anh ơi! Bây giờ đi xuống tận đây mà không gặp được chủ nhà. Một ngôi nhà được làm hoàn toàn từ những cái cây cỏ lanh, cỏ danh. Đúng rồi. Cây cỏ danh người ta gọi là vắt chanh đấy. Đấy, những cái cây cỏ chanh này. Nhà tranh vách lứa đấy, đúng thật luôn. Đúng một cái câu là nhà tranh vách lứa thật. Nó hiện ra một ngôi nhà như thế này. Thế là không có ai ở nhà em. Đi làm hết rồi chưa về. Ui dồi ôi. Thế là ngày hôm nay anh em tôi tới đây là công cốc rồi quý vị ạ. Nhưng mà không sao, tới được đây là cũng có một cái kỷ niệm vô cùng là đẹp với cái mảnh đất này. Tuy là không gặp được chủ nhân của những cái ngôi nhà biệt lập nằm ở sát cái mép vực này, nhưng mà ngày hôm nay tôi cũng đã có được một cái sự trải nghiệm, đã băng qua một cái mê cung đá và băng qua một cánh cổng bằng đá do thiên nhiên tạo hóa đã tạo nên vô cùng là đẹp. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn muốn là đi xuống dưới này một tí để quay cho mọi người xem nào, cái ngôi nhà này nó như thế nào. Bây giờ thử đi xuống một ít đi. Rất là đẹp luôn, ở đây cực kỳ yên bình. Ngoài tiếng chó sủa của nhà hàng xóm ra thì không có một cái âm nào gọi là văn minh của xã hội cả. Tiếng động cơ máy móc hay là bất kỳ một cái gì đấy. Ui giời. Đúng nhà tranh vách lứa luôn. Những cái ngôi nhà được làm từ những cái thân tre lứa vô cùng là đẹp. Tôi thì tôi không vào trong nhà một cách tùy tiện đâu. Thì ở đây này, tôi có để ý thấy là đây là những cái hạt giống của những cây bí ngô bà con treo vào đây là để tích trữ lại. Em ơi, ở nhà này là có bao nhiêu người nhỉ? Em thử phiên dịch cho anh. Bếp tủ. Bếp rồi. Ờ. Hơi lâu rồi, bếp tủ rồi, như tủ thì tủ ngon. Hay rồi, tàn hộ tôi trên này. Tàn hộ trên lúa hao mà, ố thủ lòng này. Lúa hao bếp thôi. Nhà này có 5 người. 5 người à? Có 5 người tất cả. Hai nhà này là họ hàng với nhau đúng không?
Khác á? Không phải họ hàng á? Thường thì theo như những cái kinh nghiệm mà tôi được biết ấy, thì những cái cụm gia đình mà sống cùng nhau cùng một khu vực và có vài nhà ở với nhau, đặc biệt là ở biệt lập ấy, thì thường thường sẽ là anh em họ hàng trong cùng một dòng họ ở cùng nhau đó. Nhưng mà hai cái ngôi nhà biệt lập này thì lại không phải, thì cũng khá là lạ. Ở ngôi nhà này có trẻ con không em? Có. Có trẻ con à? Mình nhỏ. Ủa, tụi nhớ trẻ nữa. Ở nhớ trẻ này mua là bé tụi cái tiên mà mua ô tụi nhớ nhớ bé mình tụi cái tụi chơi tụi túi giáo đôi ạ. Đó là nhớ trẻ đấy, chơi lúc trẻ lão bé, tụi cái là nhớ bé trẻ lão bé. Mình luôn nhớ và bé tao xem. Bằng tuổi em này. À, có đứa con bằng tuổi em này à? Đấy, đúng nhà tranh vách lứa luôn. Nhưng mà tuy là hôm nay hơi buồn một tí là không gặp được gia chủ, nhưng mà Tú cũng đã có một sự trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời. Chắc là Tú cũng sẽ kết thúc clip ở đây để có thể là quay về đường và về bên thị trấn cho nó sớm một tí, chứ không thì trời cũng đang đấy sấm đùng đoàng rồi đó. Cho nên là mọi người cũng hết sức là thông cảm cho Tú, bởi vì là nói chung là clip ngày hôm nay thì cũng không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng mà rất là cảm ơn mọi người đã chú ý đón xem. Nếu như mọi người thấy hay, mọi người có thể ủng hộ Tú bằng cách bấm đăng ký và chia sẻ video tới cho thật nhiều người khác biết tới hơn nữa, và để đồng hành cùng với Tú trong những chuyến đi cùng Tú hay đi. Còn bây giờ, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.